Nhã đã đi thăm và làm việc tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, nơi Tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và lý luận, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cùng 10 ngành đại học cao đẳng thuộc nhiều khối ngành. Sau khi gia nhập tập đoàn Nguyễn Hoành, trường đã nâng cấp và từ các cơ sở đào tạo mới nâng cao trình độ viên. Tại trường quốc tế Diện Anh Quốc thuộc tập đoàn Nguyễn Hoành, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao triết lý giáo dục của nhà trường. Trường là hệ thống trường liên cấp từ con đến lớp 12, kết hợp các chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Anh ngữ Cambridge chuẩn quốc tế, giá trị sống, kỹ năng sống, công nghệ thông tin, thể thao kiến thức chiều cao.